Anh em đã nhìn thấy gì đấy chưa? Đấy là hình hài của sân vận động Học viện Cầu lông Chân Đất cũng đã đang hình thành rồi, sắp hoàn thiện đến nơi rồi anh em ơi. Hôm trước mình đã nói với cả anh em là mình sẽ làm cả đêm để dọn dẹp cái đám cỏ để làm cái sân cầu lông ở giữa ruộng. Và hôm nay thì xin mời anh em cùng theo dõi cái hành trình này của mình nhé. Và đây sẽ là thứ cần phải mang theo, anh em đã nhìn thấy gì chưa? Là một cái đèn năng lượng mặt trời mình đã sạc sẵn rồi. Ra nơi rồi. Đèn rất là sáng anh em ạ. Úi da, chất thật. Đây, mình đã mang đồ nghề ra ruộng rồi đây. Đây rồi. Ra nơi, để tạm đây nhá. Điều khiển đấy luôn. Biển rất là sáng. Đây. Lắp cái đèn ở đây. Xòe cái này ra. Xòe cái chân này ra, siết vào. Tầm như này thôi là ngon rồi mọi người. Đây nhá. Treo cái đèn ở đây. Đây là thoải mái rồi. Thoải mái treo tốt rồi, sáng rồi. Ui giời. Quá ngon lành luôn. Rồi, treo tạm này đã nhá. Rồi, tiếp tục thôi mọi người ơi. Ai dạ, khá ok đấy. Được cái đèn sáng đấy. Như này là có thể làm tốt rồi mọi người ơi. Cố gắng là sẽ dạc hết xong chỗ này thì nghỉ nhá mọi người nhá. Còn đâu mai sẽ giải quyết sau. Bây giờ mình sẽ chỉ có dạc đi thôi, nhưng mà mai mình vơ sau. Như này thì xứng đáng được mấy điểm anh em. Đây là hiện trạng mặt sân sau mấy ngày trời mưa gió. Những ngày này thì thời tiết miền Bắc đang rất là xấu anh em ạ. Nhiệt độ đang rất là rét và chỉ tầm khoảng 12-13 độ thôi. Cực kỳ là rét, nhưng mà tranh thủ một chút ráo ráo trời thì vẫn ra tranh thủ làm lốt, giặt lốt cái chỗ này cho xong anh em ạ. Còn một góc này thôi, khoảng 1/4 sân này nữa là sẽ xong anh em nhé. Anh em đã nhìn thấy gì đấy chưa? Hình hài sân vận động Học viện Cầu lông Chân Đất đã đang dần hình thành và vẫn đang sẵn sàng hoan nghênh chào đón tất cả các đoàn vận động viên đến đây để tham dự giải đấu sắp tới anh em nhá. Dự kiến là sẽ có đến hàng ngàn những cổ động viên như là muỗi hay là bướm ong nhá anh em nhá. Đây, anh em nhìn thấy chưa? Rất là đẹp. Và bây giờ thì cũng lại đã đến giờ phải đi đón con rồi. Mình sẽ lại tiếp tục về và chờ đợi những buổi tiếp theo anh em nhá. Chắc chắn là sẽ còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi anh em ở phía trước nhá.